Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 11 tây tháng 11 nha anh em. Rồi tối nay thì em lên cho anh em một một gừng máy ba lô anh em. Máy ba lô ha. Hôm nay thì em lên cho anh em là rất là nhiều máy ba lô anh em. 2 cây, 1 2 cây, 3 4 cây gì cũng có hết nha anh em. Rồi hôm nay thì có là TG33 nè. TG33 nè, Magu 320. Rồi Komatsu anh em, Echo 260. Echo 253 có đề. Rồi phía trong nữa nha anh em, phía trong rồi ha. Shinewa S35 rồi luôn nha anh em. Rồi phía dưới là những cây máy máy cần anh em, máy cần cứng ha. Đây là máy ba lô cần mềm. Rồi đây là máy cần cứng anh em. Xuống dưới là máy Magu ha, dưới là Magu 20 23 giá xạ, giá xả rẻ sập sàn anh em. Rồi. Hôm nay thì xả hàng cho anh em luôn, giá cực kỳ mềm cho anh em ha. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946626585 anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em. Còn máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, máy chưa dọn nổ ha. Bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành, nắp xăng, nắp bu e, đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Còn ba lô thì em sẽ giới thiệu với đầu máy anh em. Còn phía dưới là đầu bò chén kẹp thì lúc nào em cũng bao cho anh em đầy đủ ha. Tại vì ba lô thì em giới thiệu đầu máy trước anh em. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại em ha. Với lại máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, máy chưa dọn nổ ha. Rồi vô con máy đầu tiên. Con đầu tiên là con Shinewa đời mới anh em. Con này Shinewa đời mới nè. Con số 1 anh em 1,3 triệu. Shinewa đời mới, con này nòng 34 ly anh em. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn ha. Mặt giật được trợ lực. Rồi tem mát của nó là Shinewa đời mới anh em. Con này thì 1,3 triệu, nòng 34 ly. 1,3 triệu anh em. Con số 1 1,3 triệu. Cần lắp dây thì đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 2. Số 2 là con này là con TG anh em. TG này là TG33 ha. TG33. Con này nó thiếu cái khung thì em sẽ lắp cho anh em khung đồ đầy đủ anh em. TG33 tum lớn bố cung lớn anh em. Con lô số 2 này là 1,3 triệu anh em, 1,3 triệu ha. Lô số 2 1,3 triệu. Lô số 2 1,3 triệu TG33. Nòng 36 ly anh em, nòng 36 ly ha. Rồi số 3 là con Genos Komatsu anh em. Genos Komatsu, con này là Komatsu cánh bướm ha. Genos Komatsu cánh bướm. Con này thì chế hệ ga ngang luôn anh em, nòng 34 ly. Con số 3 là 1,5 triệu anh em, 1,5 triệu ha, 2 cây. Ủa 1 cây chứ, 1 cây 1,5 triệu. Lô số 3. Tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 con này là con Komatsu 2002 anh em. Komatsu 2002 ha. Con này thì còn quá đẹp anh em. Tum đít đồ còn quá mới luôn. Bô đồ còn trắng tinh luôn nè. Rồi con này thì chế hệ ga ngang luôn anh em. Komatsu 22, 1 cây 900 ngàn. 1 cây 900 ngàn anh em, con số 4. Rồi con số 5. Số 5 thì là con này là con Gilby anh em. Gilby màu vàng ha, tum của nó là tum gời. Con này là 2670 anh em, nòng 34 ly. Dây giật đồ trắng sáng luôn anh em. Dây giật trắng sáng ha. Rồi Gilby 2670 anh em. Nòng 34 ly. Tum là tum gời anh em. Tum. Rồi con số 5 này 850 ngàn anh em, 850 ngàn con số 5. Gilby 2670 nòng 34 ly. Rồi con này 850 ngàn. Rồi lô số 6. Số 6 là con Magu 26 sắc lớn nha anh em. Con này quá đẹp luôn. Rồi Magu 26 sắc lớn nha anh em, còn đỏ ao luôn nè. Con này thì nó bị gãy mấy cái chân thun nha anh em. Gãy mấy cái chân thun thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Con này thì mặt giật là mặt giật trợ lực lớn luôn nè. Dây giật trắng tinh luôn nha anh em. Rồi con này còn đỏ ao à. Chế là xài chế ga ngang luôn ha. Rồi số 6. Số 6 là 1,4 triệu nha em. Con lô số 6 Magu 26. Tum của nó là tum gời luôn ha. Đây tum gời luôn anh em. Tum gời con máy này thì còn đỏ ao luôn nè. Rồi con số 6 này là 1,4 triệu. Số 6 1,4 triệu. Rồi số 7. Số 7 là con Magu 320 nha em. Số 7 là con Magu 320. Con số 7 này là 1,5 triệu nha em, 1,5 triệu ha. Nòng 38 ly. Rồi số 7 là con Magu 320 nha em, nòng 38 ly. Con này nó thiếu cái khung thì em lắp cho anh em đầy đủ khung nha em. Rồi, tum là tum gời ha. Tum gời bố cung nhỏ.
Số 7 1,5 triệu. Số 7 1,5 triệu nha anh em. Số 8 là cơm mít su có đề. Đây cơm mít su có đề nha anh em. Cơm mít su có đề nè, xài chế hệ ga ngang nè. Con này cũng xài chế ga ngang luôn nha anh em, le đỏ tự động luôn. Con này cũng vậy luôn nha anh em. Ba con. Lô này thì tổng cộng 3 cây nha anh em. Đây, cơm mít su có đề ha, bô rồi còn trắng tinh nè. Chế hệ ga ngang luôn nha anh em. Cơm mít su 3 cây. Cơm mít su này thì nó đi theo là cái cần câu nha anh em. Đây cần câu nè. Rồi cần này cần cứng nha anh em. Rồi hai cây cần cứng ha, hai cần kia cần cứng bình thường, một cây cần câu anh em. Rồi lô số 8 ha, 3 cây là 3,3 triệu, 1,1 triệu một cây anh em, 1,1 triệu một cây ha. Cơm mít su 26cc nồng 34 ly, lô số 8. Rồi lô số 9 anh em. Lô số 9 là Echo 261 nè, Echo 261 có đề nè, Echo 260 này trợ lực anh em. Rồi tiếp theo thì con này 261 nữa ha. Lô này 9, lô số 9 anh em, 3 cây là 3,450 triệu, 3 cây là 3,450 triệu. Ba lô 260 261. Con này là có đề anh em. Con này trợ lực ha. Con này cũng trợ lực luôn nha anh em. Rồi hai con trợ lực, một con máy đề, 1,150 triệu một cây. Lô số 9. Rồi lô số 10 nha anh em. Lô số 10 là hai con Echo 253. Echo 253 nha anh em. Echo 253 này cũng có đề luôn ha. Lô số 10 này là 2 cây 1,3 triệu nha anh em. 650 ngàn cây anh em. 650 ngàn cây ha, cái này nó đang thiếu cần anh em, thiếu cần thì em sẽ lắp cần vô cho anh em đầy đủ ha. Rồi. Lô số 10 2 cây 1,3 triệu, 650 ngàn cây. Lô số 10 nha anh em. Echo 253. Tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là con này là rồi hai con G2K anh em. Genos G2K. Genos G2K luôn ha, 2 cây. Rồi lô này 2 cây là 1,9 triệu nha anh em. 950 ngàn cây ha, lô số 11. 2 cây 1,9 triệu, Genos G2K. Bình xăng của nó là xài bình xăng phao anh em, bình xăng trên ha. Tum nhỏ, bố cục nhỏ. Lô số 12 là con cơm Mitsu 3,400 anh em. Cơm Mitsu 3,400 này, Genos cơm Mitsu 3,400. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn anh em. Con số 12 này là 1,7 triệu ha. Số 12 1,7 triệu. Lô số 13 là hai con Gobin nha anh em. 13 là con hai con Gobin nè. Gobin này là Gobin 26cc nồng 34 ly nha anh em. 26cc nồng 34 ly. Nó xài chế hệ là chế hệ ga ngang luôn ha. Chế hệ ga ngang nồng 34 ly. Mặt giật là mặt giật trợ lực lớn luôn nha anh em. Đây, mặt giật trợ lực lớn. Con này thì trợ lực nhỏ nha anh em. Rồi hai cây này là 1,6 triệu ha, 800 ngàn cây. Hai cây 1,6 triệu, lô số 13. Lô số 13 nha anh em. Lô số 14 là con này là con Shindewa. Shindewa này là Shindewa. Shindewa S25 nha anh em. Shindewa S25 ha. Rồi con này con số 14 là 550 ngàn anh em, 550 ngàn. Shindewa S25. Nòng 32 ly. Số 14. 550 ngàn anh em, 550 ngàn. Lô số 15 thì con này là Shindewa S35 anh em, con này cũng bao đẹp luôn nè. Mặt giật đồ quá đẹp, nồng đồ trắng tinh luôn anh em. Rồi con Shindewa S35 số 15 anh em, con này 1,3 triệu ha. 1,3 triệu anh em, Shindewa S35. Con số 16. Shindewa 240. Shindewa 240 anh em, xài chế hệ ga ngang le đỏ tự động luôn. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn anh em. Số 16 này là 1 triệu anh em, Shindewa 240. Số 16 1 triệu. Số 17 là con Shindewa Short 260 anh em. Số 17 là 1,1 triệu anh em, chế hệ ga ngang luôn. Le đỏ tự động luôn anh em, số 17. 17 là 1,1 triệu. Rồi lô số 18 là G4K anh em. Rồi lô số 18 là G4K, 2 cây là 3,8 triệu, 1,9 triệu cây. Đây G4K anh em. Con này G4K luôn ha. 170, G4K nằm đây. Đây 2 cây anh em. 2 cây G4K ha. Rồi 3,8 triệu, 1,9 triệu cây.
R4K anh em. Con này thì nó không có cần ha, tại vì nó xài cần câu anh em. Rồi lô số 18, 2 cây 3,8 triệu. Lô số 19 nha anh em. Lô số 19 là con này là con ba lô 4 thì, con này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Hàng Trung Quốc xuất Nhật, lô số 19, con này 1 triệu. Một cây 1 triệu anh em, tùm lớn bút cung lớn luôn, lô số 19. Rồi lô số 20 là con Gobin. Lô số 20 là con Gobin nha anh em. Gobin NB321 nè. Con này còn bao mới luôn, đỏ ao luôn nha anh em. Rồi con này là 600 ngàn anh em, 600 ngàn, con số 20 ha. Tùm gời luôn, tùm gời bút cung nhỏ. Con này còn quá mới anh em, dây giật trắng tinh. Rồi lô số 20, 600 ngàn. Rồi lô số 21 là con này là con Echo 240 anh em. Echo 240 trợ lực luôn ha. Echo 240 trợ lực. Rồi con số 21 là 800 ngàn anh em, 800 ngàn ha. Echo 240 trợ lực. Lô số 21 800 ngàn. Lô số 22 là con Gobin NB262 anh em. Gobin NB262 con số 22. Con này thì là nó có đề anh em. Có đề nè, nòng 34 ly, chế hệ ga ngang le đỏ tự động luôn. Con số 22 800 ngàn anh em, 22 800 ngàn ha. NB262. Số 22 800 ngàn. Rồi lô số 23. 23 là con này là con Shindewa anh em, Shindewa ha, con này là 550 ngàn anh em, số 23 ha. 550 ngàn Shindewa. Shindewa này S 20 23 gì nghe anh em. Số 23 này là 550 ngàn. Lô số 24 là con Gobin NB26 nòng 34 ly, chế hệ ga ngang le đỏ tự động luôn nghe anh em. Rồi con này là con 24 anh em, 24 là con Gobin NB26 ha. Con này thì nó xài chế hệ ga ngang là le đỏ tự động luôn anh em. Rồi số 24 850 ngàn anh em, 850 ngàn, nòng 34 ly. Rồi số 25 là con TU anh em. Số 25 là con TU26 nè, một cây anh em. Con này thì anh em mình muốn muốn bỏ cần mềm, mình bỏ cây cần mềm mình gắn cây cần cứng vẫn được anh em. Rồi con này thì số 25 ha, 1 triệu tư anh em. Cái này thì mình muốn lên cần cứng là hạ tháo cần mềm ra bỏ rồi gắn cây cần cứng vô. Rồi con này 1 triệu tư anh em, lô số 25. Lô số 26 là con Komatsu anh em, con này quá mới luôn nè, xanh mướt. Con này quá đẹp. Tùm đít nè. Còn bóng hới à. Rồi con này thì mặt giật trợ lực luôn anh em, con số 26 1 triệu tư. Gobin ở Komatsu ha. Komatsu 26 nòng 34 ly. Con này 26 luôn anh em, 1 triệu tư. Rồi lô số 27. 27 là con nào đây? Đây. 27 là con này là con cơm Mitsu 22 nha anh em. 26 là con cơm đó là 26 màu xanh 1,4 triệu. Rồi 27 là cái con này là con con cơm 22. Con hộp cơm 22 này còn xăng của Nhật luôn nha anh em. Còn xăng của Nhật luôn ha. Rồi con cơm 22 này số 27 anh em, 900 ngàn. 900 ngàn anh em, mặt giật trợ lực luôn nè. Rồi 900 ngàn. Rồi con số 28 anh em. 28 là con Magu 26. Magu 26 anh em, mặt giật trợ lực, chế hệ ga ngang luôn. Rồi số 28 này là 1 triệu mốt anh em, 1 triệu mốt. Mặt giật là mặt giật trợ lực anh em. Magu 26cc, mặt giật trợ lực nòng 34 ly. Tôm gời luôn anh em, con này 1 triệu mốt. Rồi con số 29. 29 là con Echo Kiwis anh em. Echo Kiwis ha, con này là Echo Kiwis 262 anh em, nòng 34 ly, chế hệ ga ngang le đỏ tự động luôn anh em. Ủa, chế hệ ga ngang hai kim chứ lộn. Chế hệ ga ngang hai kim. Rồi con này là Kiwis 262 nòng 34 ly. Kiwis nha anh em. Rồi lô số 30 anh em, 30 là con Echo con cơm Mitsu chứ. Con số 30 là con cơm Mitsu có đề 26cc cánh bướm nha anh em. 26cc cánh bướm, con này có đề số 30, 1 triệu 2 nha anh em. 2650 ha. Rồi 1 triệu 2. Con số 30, tôm gời, bố con nhỏ luôn nha anh em. Rồi ba lô thì em sẽ giới thiệu cho anh em là đầy đủ bộ cần lắp dây nha anh em. Nắp xăng, nắp e đều đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi tiếp theo là lô số
số 30 rồi. Lên đây tiếp tục số 30 nha anh em, 30B đi ha. 30B là con lô này là lô máy cần. Máy cần là hai con Echo 21 nha anh em, Echo 21cc ha. Lô này 2 cây 1,2 triệu, 600.000 một cây. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 30 Echo 21 2 cây 1,2 triệu, 600.000 một cây. Lô số 31 là con Gobin. Gobin này là Gobin NB31 nha anh em, NB31 ha. NB31 con này là nòng 36 ly nha anh em, nòng 36 ly. Chế hệ ga ngang luôn nha anh em. Tâm lớn bố cùng lớn, lô số 31 1,4 triệu. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Gobin NB31 1,4 triệu. Số 32 là con này con cơm mít su nha em. Cơm mít su 26cc nòng 34 ly, chế hệ ga ngang luôn. Rồi con này giá 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu ha. Cái tâm nó hơi bị chốc một tí, em bán giá rẻ cho anh em, 1,3 triệu. Rồi lô số 32 1,3 triệu, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ nha anh em. 32 nha anh em, 1,3 triệu. Rồi lô số 33 nha anh em, lô số 33 là cái này là ông. Rồi lô số lô số 33 nha anh em, Mitsubishi TL 33 nha anh em. Mitsubishi TL 33 ha. Rồi lô này thì cái cần của nó là cần tum lớn nha anh em, cần tum lớn ha, tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ anh em. Mitsubishi TL 33 2 cây. 2 cây này là 5,2 triệu anh em, 2,6 triệu một cây ha. 2,6 triệu một cây, Mitsubishi TL 33 anh em. Mitsubishi TL 33. Rồi nòng 36 ly, 2 cây là 5,2 triệu anh em, 2,6 triệu một cây ha. Lô số 33. Rồi lô số 34 anh em. Lô số 34 là con này là con TG ha. TG này là TG 33 anh em. Con này đúng ra cái màu áo của nó là màu áo nước sơn của thằng TH nha anh em. Màu áo này là màu áo nước sơn của TH ha. Nhưng mà về á, cái này nó bể banh chành rồi nha anh em. Cái áo nó bể banh chành này. Rồi em gắn cho anh em cái áo của thằng TG 33 vô ha. Rồi con này thì TH 33 nha anh em. Ủa TG 33 chứ. Con này thì số 34 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu, ta lá dài luôn. Tum lớn bố cung lớn nha anh em, tum lớn bố cung lớn. Isaki ha, 34 1,8 triệu, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ. Lô số 34 anh em. Rồi tiếp theo là lô số 35 anh em. Lô số 35 là con Gobin cánh bướm ha. Bướm này là bướm mũ anh em, bướm nhựa ha. Con bướm nhựa này là con Gobin bướm nhựa NB351 anh em. NB351 ha, số 35 là 2,5 triệu nha em. 2,5 triệu ta lấy dài luôn. Đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ nha anh em. Lô số 35 2,5 triệu. Gobin bướm mũ, bướm nhựa. Bướm mũ, bướm nhựa nha anh em. Rồi con này nòng 36 ly ha, 2,5 triệu. Con số 39. Ủa 36 chứ. Số 36 là con Tanaka nha anh em. Tanaka 26cc nòng 34 ly, Tanaka đen. Rồi con số 36 này giá 800.000 anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em, 800.000 ha. NB Tanaka 26 nòng 34 ly, số 36 anh em 800.000. Lô Rồi 36 nhảy lên 38 anh em. 36 nhảy lên 38 ha. Rồi 38 là hai con Singu tum gời anh em, 500.000 cây á, 2 cây 1 triệu anh em. Tay lái là một dài một tròn, một dài một tròn anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Rồi lô số 38 anh em, 2 cây 1 triệu, 500.000 cây. Single anh em. Tum gời luôn. Rồi tiếp theo là lô số 39. Lô số 39 là hai con TU. TU này là TU 26 anh em, nòng 34 ly. 2 cây này 3 triệu anh em, tay lái dài luôn ha. 1 cây là 1,5 triệu, 2 cây 3 triệu. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 39 2 cây 3 triệu. Lô số 40. 40 là G3K anh em. 40 là Genos Komatsu G3K. Lô này thì tum lớn bố cung lớn hết nha anh em, có bình xăng bể thì em đổi cho em bình xăng khác ha. Lô số 40 này là 3 cây 6,3 triệu anh em, 2,1 triệu một cây. G3K anh em.
ta lấy dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ anh em. Cần lắp xây được hết nha anh em, bên sân trên là cần lắp xây ha. Rồi lô số 41 là Makita 4 thì. Makita 4 thì là lô 41 anh em. Hai cây 2,4 triệu ha, 1,2 triệu một cây. Ta lấy dài hết luôn, đầu bò chén kẹp đầy đủ. Lô số 42 là hai con Echo QX nha anh em, 262 ha, hai cây này 2,1 triệu anh em, 1,50 triệu cây ha. Ta lấy dài, đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, ra bóp zin luôn, ra bóp hệ luôn anh em. 1,50 triệu cây Echo 262. Rồi lô số 43 anh em. Lô số 43 là lô này là lô Magu 26 sắc lớn ha. Magu 26 sắc lớn anh em, lô này thì có một con áo bể nè. Con này áo nó cũng bị mẻ anh em. Rồi cái này em bán giá rẻ cho anh em là 1,000,000 cây anh em, không bù áo anh em. 1,000,000 cây không bù áo. Rồi 3 cây 3,000,000 anh em, sắc lớn 3 cây 3,000,000. Rồi lô số 44 là con Magu. Magu này là Magu 26 anh em, nòng 34 ly. Con này xài chế hệ hai kim luôn, số 44. 1,3 triệu anh em. Tum là tum gầy ha, ta lấy dài, đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Rồi. Tum gầy ha, lô số 44. 44 này là 1,3 triệu anh em. Magu. Lô số 45 là Magu 23 tum gầy. 45 là Magu 23 tum gầy anh em. Lô này thì 900,000 cây, 5 cây là 4,5 triệu anh em. Lô số 45 23 tum gầy. Tay lái là 3 tay lái dài, 2 tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 45 ha, 5 cây 4,5 triệu, 900,000 cây. Lô 46 là Magu 20 tum gầy anh em. 20 tum gầy ha, 700,000 cây, 3 cây 2,1 triệu. Lô số 46. 3 con tum gầy. Tay lái là 2 tay lái dài, 1 cái tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha. Lô số 46, 3 cây 2,1 triệu. Magu tum gầy. Lô số 47 là lô này là lô Magu 20. Magu 20 anh em, lô này 3 cây ha. Magu 20 22 3 cây. Tay lái là 2 tay lái dài, 1 tay lái tròn anh em. Lô số 47. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ nha anh em. Lô số 47 ha. 3 cây 1,8 triệu. Lô này hả? Sao thấy để bên đây? Rồi lô này anh em, lô bên đây là lộn nha, lô đó là Magu 23 24 nha anh em. Rồi lô này là Magu 20 ha. Lô này là 3 cây 1,8 triệu anh em, 600,000 cây anh em. 600,000 cây ha, giá xả sập sàn luôn, Magu 20 600,000 cây. Rồi tay lái là 2 tay lái dài, 1 tay lái tròn anh em, đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Ống cần bi cong thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác. Lô số 47 anh em, 3 cây 1,8 triệu. Magu 600,000 cây anh em, giá rẻ sập sàn luôn ha. Rồi Magu này tôm gời nè, 700,000 cây. Magu 23 thì là 900,000 anh em. Lô số 48 là Magu 20 tôm gời. Lô này thì 700,000 cây anh em, lô số 48 nè. Magu 20 tôm gời, 6 cây 4,2 triệu, 700,000 cây. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ. Lô số 48. 6 cây 4,2 triệu anh em, 700,000 cây. Magu 20 tum gầy. Lô số 49 là Magu 23 tum gầy anh em. Magu 23 tum gầy ha. Lô này thì tay lái dài hết nha anh em, có một cái tay lái tròn nè. Rồi lô này tum gầy hết luôn, 900,000 cây, 7 cây 6,3 triệu. Lô số 49. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Magu 23 gầy, lô số 49, 900,000 cây. Lô số 50 là Magu 20 nha anh em. Lô số 50 là Magu 20 ha. 7 cây. Rồi lô số 50 là Magu 20 nha anh em. Magu 20 lô này đẹp nha anh em, lô này đẹp nè. Mà lại ra bóp zin nhiều nữa nè. Ống tay lái tròn là ra bóp zin nè. Trên ống cần, tay lái tròn, ra bóp zin ống cần. 1 2 3. Ba cái tay lái. Rồi ba cái ga bóp zin tay dài anh em. Hai cái tay ga bóp trên ống cần là 5 cái tay ga bóp rồi. Lô này quá xịn sò anh em ơi. Rồi lô này 7 cây ha. Ủa 6 cây 4,2 triệu, 700,000 cây anh em, quá rẻ luôn. Lô này quá rẻ anh em, lô số 50 nè.
tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 50 nha anh em, 6 cây 4,2 triệu. 6 cây 4,2 triệu. Rồi lô số 50 nha anh em, 700 ngàn cây. Lô này 49 nha anh em, 900 ngàn ha. Lô bên đó là Magu 20 tung gời 700 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 51. 51 là Tanaka chữ A nha anh em. 51 là Tanaka chữ A ha. Rồi lô này Tanaka chữ A. Lô này 6 cây anh em, tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ anh em. Lô số 51, 6 cây 3,6 triệu anh em, 600 ngàn cây. Lô số 52 là TL23 anh em, TL23 1,1 triệu cây ha. 2 cây tôm gời, 1 cây tôm liền. Tay lái là 2 tay lái tròn, 1 tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, 2 tay lái dài, 1 tay lái tròn anh em. Lô số 52, 3 cây 3,3 triệu. Lô số 53 là TL26261 anh em, 1,6 triệu cây ha. 3 cây 4,8 triệu anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 53, 3 cây 4,8 triệu, 1,6 triệu cây. Lô số 54 là TG anh em, TG2425 ha. TG2425, lô này quá đẹp anh em. Quá đẹp luôn. Lô này 700 ngàn cây, 5 cây 3,5 triệu, TG2425 anh em. Tay lái của lô này thì là em thấy tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 54 anh em, 5 cây 3,5 triệu, 700 ngàn cây. Lô số 55 là Magu 23 tôm gời. Lô này thì 5 cây anh em, 5 cây 4,5 triệu, 900 ngàn cây anh em. 53, ủa 55 chứ, 5 cây 4,5 triệu, 900 ngàn cây. Tay lái thì em thấy là tay lái dài hết nha anh em, hơi lửa ngon lành. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ ha. Lô số 55 nha anh em, 5 cây 4,5 triệu. 56 là lô này Magu 23 tôm liền. Mặt giật là mặt giật trợ lực hết nha anh em, mặt giật trợ lực hết luôn ha. Lô số 56, 5 cây 4,250 nha anh em, 850 ngàn cây. Tay lái là có 2 cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp em bao cho anh em đầy đủ. Lô số 56 anh em, 5 cây 4,2 triệu ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.